Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Yeah. Ok, thì hôm nay các bạn biết tại sao mình đang đứng ở trên cái khối kim cương mà Sammy lại đứng ở trên cái khối đất không các bạn? Bởi vì là chỉ có bro mới được đứng ở trên kim cương thôi, còn mấy đứa noob thì lúc nào cũng phải đứng ở trên khối đất cả. Ơi, làm giống ông lắm bằng đó là ông làm tôi thủ đất này thôi chứ ông là ông chết thôi chứ gì? Trời ơi, tưởng gì? Bà nói gì vậy? Trời, bà là một đứa noob cho nên bà chỉ được đứng trên cục đất thôi. Đặt cục đất bà, đặt luôn. À, làm gì tôi đứng đây luôn. Đi ra chỗ này là dành chỗ này là chỉ dành cho những người mà người ta thông minh, những người mà người ta chơi mini world giỏi thôi, còn noob như bà thì chỉ có đứng trên cục đất thôi, hiểu không? Trời. Trời ơi trời. Ok, thì anh em biết lý do vì sao mà hôm nay mà mình lại rủ Sammy vào trong mini world không? Đó chính là hôm nay mình mới vừa đi lướt ở trên mini world và mình phát hiện ra là dạo gần đây có rất là nhiều những cái bạn chơi mini world mà mấy bạn cực kỳ tài năng luôn các bạn ơi. Và những cái bạn đó tài năng như thế nào? Bạn ấy xây ra được những cái công trình cực kỳ là vĩ đại luôn. Mình nói thật là đối với mình đây là những công trình đẹp nhất. Cái này chỉ là đối với mình thôi nha. Đối với mình thôi, còn đối với mấy bạn thì công trình nào là công trình đẹp nhất? Mấy bạn hãy bình luận và ID của người đó cho mình biết nha. Ok, thì bọn mình sẽ đi review nha. Còn bây giờ hiện tại thì mình sẽ review trước những cái công trình mà mình thấy là đẹp nhất. Đó, những công trình trong mini world đó. Ok, chúng ta bắt đầu vào video nào. Let's go. Thì hôm nay mình với lại Sammy sẽ cùng nhau đi tham quan cái công trình xây cái tượng nhân vật của anime nha các bạn. Trời, nghe hấp dẫn không? Thì cái nhân vật đó chỉ được xây là 2 đời thôi nhưng mà cũng rất là đẹp luôn nha. Và mình sẽ để cái ID của cái người xây lên trên cái màn hình nè. Những bạn nào muốn tham quan có thể vào trong map để tham quan nha. Ok, và công trình đầu tiên, đây xin giới thiệu anh em. Nhân vật đầu tiên trong bộ anime mà mình thấy là các bạn này xây cực kỳ đẹp luôn. Bạn này hình như có tên là Mèo Con Nè. Và bạn này xây cực kỳ đẹp lắm bạn coi nè. Trời ơi, nhân vật này hình như mình coi trên Facebook người ta gọi bạn này là trùng trụ thì phải. Đúng không? Đúng không Sammy? Đâu? Đây nè, đằng sau lưng bà nè. Nhân vật này nè, người ta gọi là trùng trụ đúng không? Đúng rồi, trùng trụ ấy. À, ủa mà cái tên của nhân vật này là gì ạ? À, tên nhân vật này là Shinobu Kocho. À, Shinobu Kocho. Ủa, phải không? Phải, con gái mà. À, ok. Đây nói chung là mình với lại Sammy là người Việt Nam cho nên là phát âm tiếng Nhật Bản nhiều khi là không đúng, cho nên là mấy bạn hãy thông cảm cho mình nha. Nói chung là trời ơi, mình nói thật luôn, bạn này xây cực kỳ chi tiết luôn nha. Và ở đây cái con nhân vật này nó đang cầm hình như cái này cái kiếm nè. Các bạn này bạn nó ghi một cái chữ mèo lên trên đây luôn. Trời là trời. Cái kiếm của người ta mà bả ghi cái chữ mèo ở đây luôn. Và đây chính là trùng trụ nè anh em. Đó, nhìn khá là đẹp luôn nha. Đẹp ơi, không phải là khá mà đẹp, mà là đẹp ơi là đẹp luôn. Và kế bên đây nè, có một con nhân vật nữa. Đây mình sẽ sử dụng móc leo, mình đi lại gần đây cho nhanh nè. Xin giới thiệu anh em. Đây chính là nhân vật nam, cũng được rất là nhiều những cái bạn gì ta, fan anime, fan của bộ anime này yêu thích. Đó, nhân vật này tên là gì ta? Sammy, nhân vật này tên là gì ạ? Tomioka. Đó, Tomioka hả? Ừ. À, trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ mình mới biết tên của nhân vật này á, tại vì là mình không có coi anime này, chỉ có Sammy à. Sammy tối nào bà cũng ngồi bà coi hết, bà ghiền cái anime này lắm mấy bạn ơi. Bà thích coi lắm đúng không? Thấy hay không? Comment cho mình biết nha. Trời ơi, Sammy cực kỳ thích cái nhân vật này luôn nè anh em. Bà thích nhân vật này hay là nhân vật nào? Tôi thích nhân vật này nè. Nhân vật nam có được cái gọi là đút. Gì? Tên gì? Đút. Đút. Ừ. Cái tên gì nghe kỳ vậy, nhân vật nam nhìn người ta đẹp trai thế này mà đặt cho cái tên gì tên đút. Tại vì cái chị bên này nè, hai cà khịa anh này lắm. Đó, nên gọi là đút. À, đút. Trời, nghe cái tên kỳ quá vậy. Mắc cười vậy. Ủa vậy là sao, tại sao người ta lại xây hai cái tượng này chúng ta chung với nhau ta? Chẳng lẽ hai người này là một cặp hả? Không. Nhưng anime kiểu là thích hai cặp này làm nên ship luôn. À, có nghĩa là hai người này được ship cặp chung với nhau mấy bạn ơi. Đúng rồi. Cũng đẹp mà, hai người này, người thì đẹp gái nè, người thì đẹp trai nè. Trời ơi, mình đến với nhau thì có gì là sai đúng không? Trời, nói chung là hai nhân vật này là mình thấy là bạn này xây cực kỳ đẹp luôn anh em ơi, xây đẹp vãi. Ủa, xây y hệt như là vẽ trong anime vậy đó, đẹp ghê luôn á. Ok, và chúng ta đến với công trình tiếp theo nào. Ok các bạn ơi, và nhân vật tiếp theo đây là một cái nhân vật mà mình nói thiệt là có thể mình nói là sao ta, hot nhất trong cái bộ anime này luôn. Mình không biết lý do vì sao nha, mà mình lướt Facebook á, mấy nhân vật kia thì mình thấy cũng có đó, nhưng mà nhân vật này là cái nhân vật mà mình nghĩ là chắc là sẽ được yêu thích nhất luôn nè. Bởi vì là mình thấy nhân vật này khá là dễ thương và có rất là nhiều những các bạn nữ và cả bạn nam thích cái nhân vật này luôn. Đó, xin giới thiệu các bạn, đây chính là nhân vật mà chúng ta đang nhắc tới đây. Ta da, cái nhân vật này tên là gì? Nezuko. Nezuko hả? Ta tên đọc hay Nezuko là gì?
Ủa Nezuko. Nezuko. Nói chung là tôi không phải là người xem anime nhiều, cho nên tôi không biết cách phát âm. Nói chung là tôi chỉ cần biết là bạn này nhìn dễ thương á, là dễ thương luôn. Ôi, mấy bạn ơi, mình nghe nói á là nhân vật này nè, là hình như là nhân vật này hình như là quỷ đúng không? Đúng rồi. Ôi, đẹp như thế này mà lại là quỷ, tiếc quá à, trời. Chứ bạn này mà là người ha, trời. Trời, xinh như thế này mà lại là quỷ, trời. Tiếc quá. Mà mình nghe nói á, hả? Sao? Nhưng mà vấn đề này là bạn này thành quỷ nhưng mà vẫn có ý thức là con người. À, vậy là ý là bạn này là quỷ nhưng mà bạn này là một cái người mà có ý thức của một con người. Đúng rồi. À, mà mình nghe nói bạn là theo như mà mình tìm hiểu á thì cái bạn này nè, hình như là cái bạn quỷ này là có thể ăn thịt người đúng không? Cho nên là mới phải ngậm cái ống tre này để không kìm lại. Bị kìm lại phải không? Không ăn thịt người. Trời, mấy bạn ơi, cũng giống như mình nè. Lúc mà mình giảm cân á bạn, mình giảm cân á mình không dám ăn uống á, cho nên là mình bình thường hay là sao ta? Mỗi lần mà mình giảm cân á mấy bạn, là mình sẽ kiểu như là mình sẽ lấy một cái chiếc đũa, mình ngậm vô miệng mình để cho kiểu như là mình nghĩ đâu là không được ăn, trời ơi, nhất quyết không được ăn để cho giảm cân. Trời ơi, chứ mày mập lắm rồi Phong ơi, là Phong mày mập như con heo rồi, mày ăn nữa là mày mập thành con voi luôn á, cho nên là mình cũng hay kiểu ngậm một cái đôi đũa trong miệng á để cho kiểu như là kìm lại không có muốn thèm ăn đồ ăn các bạn. Còn bạn này á là có thể ăn thịt người cho nên là ngậm cái ống tre để kìm lại không có ăn thịt người. Nói chung thì trời ơi, tiếc quá, đẹp như thế này mà lại là quỷ, tiếc quá. Nhưng mà nói chung là có ý thức của một con người thì cũng được rồi. Nói chung là bạn nữ này xinh ghê luôn á, mắt màu hồng nè, nhìn cực kỳ nữ tính luôn nha. Mà mình nghe nói là bạn này là trên Facebook ha là hot dữ lắm, trời ơi, ông nào cũng thích nhân vật nữ này hết, trời ơi, xinh ghê luôn trời. Ok, chúng ta đến với công trình tiếp theo nha. Và từ nãy đến giờ chúng ta đã đến với những cái công trình gọi là xây nhân vật anime mấy bạn ơi. Và nói chung là thì mấy bạn đã xây nhân vật anime rất là đẹp. Vậy còn những cái nhân vật gọi là nhân vật trong cái những cái bộ phim siêu nhân, những cái bộ phim robot thì như thế nào? Liệu rằng là các bạn có thể xây được hay không? Mình thề với mấy bạn luôn nha. Cái công trình này mà ông nào mà kêu công trình này xấu á thì tôi cũng lạy luôn. Trời, cái công trình này người ta xây thế này mà kêu là xấu nè. Ok, mình sẽ cho mấy bạn xem nha. Mình nói thật là cái công trình này là cái công trình mà mình cảm thấy là đẹp nhất luôn các bạn ơi. Đẹp nhất từ trước giờ tôi thấy luôn, tôi thề với mấy ông. Tôi mà xây xong công trình này chắc tôi già luôn á. Bởi vì các bạn xem nè, mình sẽ các bạn xem nha. Đây, ta-da, hồi ôi, chưa gì thôi là tôi đã thấy nó to lớn cỡ nào các bạn. Đó trời ơi, hồi nãy ha là chỉ là xây 2D thôi. Còn lần này nhân vật này là được xây 3D luôn các bạn ơi. Trời ơi, tôi thề với mấy ông luôn. Tôi nhìn cái nhân vật 3D này mà tôi muốn bị 3D luôn mấy ông. Thôi nè, mấy bạn xem nè, trời, xây chi tiết từng bộ phận luôn nha. Đây, tôi cho mấy bạn xem nè. Đây, cái bạn này là bạn ấy đã xây một cái nhân vật, đó chính là một con robot. Và mình sẽ để cái ID của cái bạn xây cái nhân vật này lên trên cái màn hình nè. Những bạn nào muốn tải cái map này về để tham quan hãy tải nha. Trời ơi, tôi hề mấy ông luôn. Công trình này mà xây bằng tay thì tôi không biết xây đến khi nào mới xong luôn mấy ông ơi. Trời ơi trời, coi nó đẹp kìa. Trời ơi, chi tiết từng bộ phận của con robot luôn. Tôi thề mấy ông, từ nãy giờ chúng ta coi anime nhiều rồi, giờ chuyển qua coi robot thì thôi rồi. Trời ơi, làm sao mà tôi có thể mà kiểu kìm lại được sự xúc động khi mà thấy được rằng là trong Mini World có được một cái bạn mà xây dựng đỉnh cao thế này. Tôi thề mấy ông luôn, tôi không thể nào, tôi thề ông, dành cả cuộc đời tôi cũng chưa chắc tôi xây xong được cái tượng này nữa mấy ông. Cái tượng nó đẹp gì đâu á mà nó xây chi tiết, các bạn coi nè. Đây, chi tiết từng cái cọng dây điện nè, xây ra từng cái cọng dây điện trong đây luôn, chi tiết cực kỳ luôn nha. Mà mình nghe nói hình như là nó khởi động được hay sao các bạn ơi. Đó, để mình xem coi. Để mình lên thử coi cái đầu con robot coi. Hội nhìn nè, cái đầu con robot nhìn nó ngầu gì đâu á trời. Sammy, bà thấy ngầu không? Siêu nhân, nhớ siêu nhân quá. Ủa mấy bạn ơi, mấy bạn, nếu mà mấy bạn nào mà không biết ha là Sammy là cực kỳ thích coi siêu nhân nữa các bạn ơi. Tôi thiệt với mấy ông nha. Bữa trưa bà chưa kịp làm video xong cho mấy bạn xem nữa là bà đã lên trên YouTube. Bà mở là siêu nhân Gao nè, siêu nhân Điện Quang nè, rồi cái gì, siêu nhân Vita nè, Kamen Rider nè, bà lên bà coi siêu nhân. Rồi con gái mà thích coi siêu nhân là sao trời? Con gái người ta phải thích coi búp bê, cái tiền con gái thích đi coi siêu nhân. Búp bê chạm nam siêu nhân mới là nhất, đúng không? Trời ơi là trời. Đúng rồi, có bạn nữ nào mà thích coi siêu nhân không? Bạn nào thích bình luận cho mình biết nha, trời ơi. Ok, hả? Để xem coi. Đây là cái công trình nè, bây giờ tôi sẽ kiếm cái chỗ nào đó để tôi chui vô được cái đầu của con robot nè. Tôi nhớ hình như lúc trước là tôi có thể chui vô cái đầu con robot luôn á. Để coi chỗ nào để chui vô con robot ta, hay chẳng lẽ giờ mình đập con robot mình chui vô trời. Trời, chắc phải kiếm đỡ một cái chỗ nào đó mình chui vô, đại quá. Ok, mình sẽ leo trên đầu nó xuống nha. Hey, đập ra nè. Ui, oh my god, mình đã vô được cái đầu con robot chưa? Cái gì vậy? Trời, té muốn chết luôn mày ơi. Ủa, trong đầu con robot, đầu con robot là lỏng anh em ơi, không có cái gì hết à.
rỗng ruột rồi, không có gì trong đây hết. Trời ơi trời, mình tưởng là nó sẽ có gì trong đây á. Nhưng mà nói chung là trời, tôi thề mấy ông luôn, trời ơi, tôi nhìn cái công trình này mà tôi choáng váng luôn mấy ông. Tôi là cái lần đầu tiên tôi chơi mini world á nha, là tôi là tải công trình này về nè, là lúc đó là cái máy tôi nó lag không nổi luôn á, cái máy của tôi nó yếu lắm, lag không nổi cái công trình này luôn á. Trời ơi, bây giờ mình nói thiệt các bạn, xây riêng về cái phần mà xây cái đầu của con robot ha, là mình cá chắc là cũng phải tốn cả 24 tiếng đồng hồ, là một ngày luôn anh em. Trời ơi trời, thề luôn, cái đầu con robot thôi nhìn là xây đã khó rồi nè, rồi còn xây thêm cái thân con robot nè, xây thêm những cái máy móc xung quanh nữa nè, thề các bạn là xây cực kỳ gọi là sao ta, chi tiết luôn nha. Đây à, chẳng hạn như dưới đây chúng ta có thể thấy là có chỗ để đáp trực thăng nè, chữ H nè đó, thì bạn này xây cũng rất là đẹp luôn đó. Trời ơi trời, mấy ông nó to cực kỳ luôn nha. Bây giờ tôi sẽ đứng xuống cho mấy ông coi kìa ta, cái độ to lớn của nó so với tôi nè. Trời ơi, cho mấy ông coi nè đó, tôi sẽ nhảy xuống dưới đây đó. Rồi mấy bạn nhìn mấy bạn nhìn tôi với lại cái con robot, mấy bạn thấy ai to lớn hơn? Trời, con robot này á, nó mà đạp tôi cái cho tôi chết luôn. Tôi có mũi, con mũi gì nhìn tôi không bằng cục kích mũi của con robot nữa. Trời ơi trời, tôi bé như cục kích mũi luôn á. Thôi không, cái này không phải là mình nói quá đâu bạn, cái này là thiệt luôn nha. Trời ơi, con robot nó to gì đâu quá trời, ước gì con robot này có thể cử động được ha. Trời ơi, to lớn đẹp ghê luôn á. Ok thì coi như là mình đã vừa đi khám phá ra ba công trình gọi là đẹp mà mình cảm thấy riêng về bản thân mình thôi nha, là thấy đẹp nhất ở trong mini world. Và các bạn muốn mình review thêm những công trình nào, hoặc là các bạn có những công trình nào đẹp mà muốn mình review, hãy bình luận cho mình biết ID của các bạn nha. Ok, và mình nghĩ là video đến đây cũng đã dài rồi. Và nếu như mà anh em thấy thích video này, đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nữa nha. Bye bye. Và đừng quên đăng ký ủng hộ cho Sammy Đào nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt.